Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập Tập 27 xin mời mở khoa chú. Nguyễn Thượng Trang 167. Trang 167. Nhược ngộ điền liệt tứ tình giả, thuyết kinh cuồng tan mệnh báo câu kinh văn này bản thân tôi trước kia khi lần đầu tiên đọc bộ kinh này có cảm xúc rất sâu điền liệt chính là săn bắn tứ tình chính là buông lung Mặt tình giết hại tất cả chúng sanh. Phạm Vi bao hàm ở trong đây vô cùng rộng. Bất luận dùng cách thức như thế nào, cách thức có thể nói là có rất nhiều. Nhưng mục đích đều là săn bắn thú rừng. săn bắt hoặc là dùng lưới vào thời xưa dùng cung tên hiện nay thì dùng súng số lượng chúng sanh bị giết hại nói chung vẫn là có hạn nhưng chúng ta đi đánh cá Đánh cá thông thường là Ngư dân dùng lưới Một mẻ lưới đánh xuống thì vẫn là có hạn Chúng tôi trước đây đã từng làm chuyện này Thật quá tàn khốc Là dùng thuốc nổ TNT để đánh cá Sau khi thuốc nổ phát nổ Thì hàng ngàn hàng dạng con cá Nó không phải bị nổ chết Mà do chấn động mà chết Tôi trước đây Là theo cha tôi Đã đi săn hết 3 năm Tôi còn nhớ Là tôi từ năm 16 đến năm 18 tuổi 3 năm này Khi đọc đến đoạn kinh văn này Thấy cha của mình Bị báo ứng quả là như vậy Cha tôi mất năm 45 tuổi Khi mất là trong trạng thái Kinh hải điên cuồng Chính mắt tôi nhìn thấy tình cảnh này Là quả báo hiện đời Cha tôi phát bệnh giống như điên cuồng vậy Người gầy còn da bọc xương Mà sức mạnh đến mấy người Cũng không thể ngăn cản nổi ông Nhìn thấy nước thì liền nhảy xuống nước. Nhìn thấy núi thì chạy lên núi. Tôi nghĩ đến là do quả báo săn bắn. Sau khi tôi đọc đoạn kinh văn này xong, liền phát tâm ăn trượt chay. Biết được nghiệp sát sanh quá nặng. Là đích thân trải nghiệm. Cho nên cảm nhận rất sâu Sau đó xem thấy Trong Phật Pháp nói là Tất cả chúng sanh Từ vô thị kiếp đến nay Nhân quả tuần hòa Trên kinh này nói là Nhân quả dây dưa không dứt Đời đời kiếp kiếp Đền trả nhau không bao giờ dứt tuy là không biết tạo tác tội nghiệp nhưng không thể nói không biết thì không có quả báo không biết vẫn có quả báo như thường nếu như sau khi học phật rồi hiểu rõ những đạo lý này mà vẫn tạo tác tiếp là phạm hai tội nặng rồi là cộng thêm tội phá giới giới luật căn bản là ngũ giới không sát sanh Đây là giới sát sanh Là cộng thêm tội phá giới Khi chưa học Phật Chưa có nghe được Phật Pháp Sát sanh là tánh tội Bất luận bạn có thọ giới hay không Đều là có tội Chúng ta biết được Quả báo thật đáng sợ Nên tuyệt đối không được làm việc này Sau khi tôi học Phật Hiểu rõ đạo lý này rồi liền ăn trường chay phóng sanh những gì mà cả đời tôi làm thông thường nói là việc tu phước tôi chỉ làm ba việc chính là phóng sanh giúp đỡ người bệnh khổ tôi không có phước báo tài lực rất hữu hạn có một chút cúng dường Tôi làm việc gì vậy? Chính là phóng sanh Nguyên tặng vào trong bệnh viện Để làm phí Chữa bệnh cho người nghèo khổ Việc thứ ba là In kinh bố thí Còn những việc khác tôi không làm bản thân tôi không chủ trương xây đạo tràng nên có quả báo là không có chỗ ở cả đời ở đạo tràng của người khác cũng rất tốt chính mình không có đạo tràng trên thực tế nguyên nhân là do phước báo của mình quá nhỏ làm việc tốt nhỏ công đức nhỏ xây đạo tràng lớn phải có phước báo lớn mà tôi không có phước báo lớn như vậy khi chưa có học Phật Đã tạo tội nghiệp rất nặng Thời còn học sinh Đã làm cho thân Phật chảy máu Tôi đã kể cho các chị nghe rồi Đã tạo tội nghiệp địa ngục A Tỳ Săn bắn cũng là bị tội báo địa ngục A Tỳ rồi Cho nên năm xưa Người ta nói tôi bị đoạn mạng Ngay cả Phật sống cam châu Cũng nói tôi bị đoạn mạng không có phước báo người thì rất thông minh có một chút trí huệ nhỏ nhưng đáng tiếc không có phước báo đoán mạng ngài nói với tôi tôi thừa nhận tôi tin trước đây tạo tác tội nghiệp nên bị cái quả báo này là trong số mạng phải tiếp nhận chứ còn lời nào để nói nữa chứ cho nên tôi cũng không oán trời không trách người phật sống cam châu nói với tôi Ngài nói, thầy mấy năm nay giảng kinh thuyết pháp, công đức này rất lớn. Ngài nói, thầy không những có phước báo mà còn trường thọ. Ngài Cam Châu nói những lời này với tôi xong thì năm thứ hai ngài đã giảng sanh rồi. Ông là bạn cũ bạn đồng tu với tôi. Nhược ngộ bội nghịch phụ mẫu giả Thuyết thiên địa tai sát báo Sự việc này Là bất hiếu với cha mẹ Không những bất hiếu với cha mẹ Giả lại là trái nghịch cha mẹ Như ở trên lời nói Hành vi làm tổn thương cha mẹ Thời xưa có nhưng ít Hiện nay quá nhiều năm xưa tôi cầu học ở đại trung lý lão sư đã kể cho tôi nghe một câu chuyện đây là chuyện có thật vào đời triều thanh lúc niên đại cũng lâu xa rồi lão sư lúc đó có nói ra địa danh hiện nay tôi cũng không thể nhớ nổi thời tiền thanh có một người Con trai giết cha của mình Đây là trái nghịch cha mẹ Vào lúc đó Triều Thanh đã ra mệnh lệnh Tri quyền địa phương Tức là quyền trưởng Bị cách chức Còn phải đi tù Xử tội phải ngồi tù Vì sao chị? Vì quan địa phương này của bạn Không dạy con dân trăm họ cho tốt đây là bạn chưa có làm tròn trách nhiệm cho nên là thủ trưởng ở địa phương bị xử cách chức quan tuần phủ là tương đương với tỉnh trưởng bị ghi tội xử phạt rất nghiêm các bạn là quan chức địa phương quan địa phương gọi là quan phụ mẫu sao bạn có thể dạy ra loại người như vậy xử phạt như vậy còn chưa đủ có thêm một loại xử phạt nữa là Trước đây ở thành đô đều có tường thành Dỡ bỏ một góc tường thành ra Nói rõ địa phương là bạn đã sanh ra một người Đại bất hiếu như vậy Đây là sự sỉ nhục của cả đô thị của bạn Trên tường thành bị dỡ bỏ một góc Trước đây nói là hoàng đế chuyên chế Hoàng đế thực sự chịu trách nhiệm Chứ không phải không chịu trách nhiệm Họ bổ nhiệm quan địa phương Nên tỉnh thị trưởng phải chịu trách nhiệm Thay họ giữ gìn cho được phong tục tốt lành Phải giáo hóa, phải làm cho tốt Hiện nay trên tin tức báo chí thường hay đăng tin Ai chịu trách nhiệm đây? Không có ai chịu trách nhiệm Dân chủ mà Mọi người đều làm chủ Mọi người đều không chịu trách nhiệm đùng đẩy trách nhiệm cho nhau xã hội này làm sao có thể tốt được trước đây pháp sư diễn bồi có một lần nói chuyện vui tại nơi này ngài hỏi tôi pháp sư tịnh công à, rốt cuộc là thầy tán thành quân chủ hay là dân chủ tôi nói tôi tán thành quân chủ ngài nói đùa là ồ thầy lạc hậu rồi tôi nói tôi không lạc hậu quân chủ với dân chủ nếu so sánh thật tỉ mỉ thì quân chủ có nhiều cái tốt hơn dân chủ quân chủ là có người chịu trách nhiệm còn dân chủ thì không có người chịu trách nhiệm tôi nói lời này không có gì quá đáng sự thật đã bày ngay trước mắt quân chủ họ muốn hy vọng chính quyền của họ được tiếp nối vĩnh viễn xuống đời sau nên họ nhất định phải làm tốt người nói nghiệp họ thái tử người nói nghiệp là được vị thầy ưu tú nhất của cả nước đến hướng dẫn dạy dỗ cho họ khiến họ nhận được sự giáo dục tốt nhất biết yêu quốc gia yêu nhân dân biết tìm kiếm lợi ích cho nhân dân thì chính quyền của họ mới có thể kéo dài mới có thể truyền đời này sang đời khác nếu họ làm không tốt thì chính quyền của họ sẽ bị người khác lấy mất Cho nên họ làm một cách rất cẩn trọng tỉ mỉ Dân chủ được bầu lên có 4 năm Sau 4 năm giao lại cho người khác Nên họ sẽ không nghĩ cho thật dài lâu Thời đại quân chủ Họ nghĩ đến kế sách dài lâu Cả trăm năm Họ có thể nghĩ một trăm năm Họ sẽ cống hiến cho nước một trăm năm Họ có thể nghĩ hai trăm năm Thì cống hiến cho nước hai trăm năm Họ không thể chỉ nghỉ mấy năm Nghỉ mấy năm chính quyền của họ không bị lật đổ là điều không thể rồi Cho nên chúng ta phải thật khách quan Để quan sát sự thật Tiên sinh Tôn Trung Sơn Đã lật đổ chuyên chế Xây dựng nền Cộng Hòa Ý tưởng của ông Thật sự mà nói là Vô cùng hay đáng tiếc tuổi thọ quá ngắn nên đường lối của ông không đủ tuyên dương ông xây dựng một chính đảng dùng chính đảng này thay thế cho một gia tộc đường lối này của ông là như vậy tập hợp được ưu điểm của quân chủ và dân chủ tránh được khuyết điểm của quân chủ và dân chủ tôi rất kính trọng ngưỡng mộ khâm phục đối với tôn tiên sinh ông là xây dựng một đảng chuyên chính người trong đảng là do dân chủ bầu chọn ra nhưng chuyên chính có sở trường của quân chủ Ông chọn lấy những ưu điểm xưa nay Trong và ngoài nước Và đào thải khuyết điểm của nó Dùng phương pháp này để trị nước Trước đây đế dương là gia tộc Đây là người trong gia đình quản lý quốc gia Hiện nay xây dựng một chính đảng Là muốn những nhân tài có trí huệ trong cả nước Tập hợp lại với nhau Để quản lý quốc gia dùng phương pháp này để thay thế cho gia tộc cái ý tưởng này rất hay không phải chính trị đa đảng ý tưởng nghĩ rất hay đáng tiếc là không làm được người hiểu được đường lối của ông không nhiều Tại vì sao không thể phát huy rạng rỡ đường lối này gì Suy cho cùng vẫn là một câu Không có đọc sách thánh hiện Nếu như cũng có thể Dùng tinh thần giáo dục Truyền thống vốn có Thì đường lối này của ông Có thể xây dựng được nền tảng vững chắc Đó thật sự là may mắn của dân tộc quốc gia cho nên chúng ta nhìn vấn đề phải nhìn thật sâu phải nhìn thật xa phải có tầm nhìn lịch sử người Trung Quốc gọi là sự thật lịch sử kinh luận là tri thức lịch sử là kiến thức bạn mới có thể hiểu được một cách đại khái về chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh mới có thể tránh khỏi biết bao nhiêu sai lầm. Thật sự là gì hạnh phúc cho nhân dân, cho quốc gia, cho chúng sanh. Đây là người có lý tưởng và lòng nhân đức. Kinh điển của Phật giáo có thể nói là loại sách trí huệ cố cánh viên mãn. người có thể hiểu được càng ít hơn tại vì sao không thể hiểu được vậy chỉ cần phải đem tập khí thói xấu tham sân si mạng đào thải cho thật sạch sẽ bạn mới có thể hiểu được điểm này là quá khó quá khó rồi có người phàm phu nào mà không có tham sân si chứ nho gia hiểu rõ đạo lý này hy vọng bạn có thể khắc phục áp chế được nó là được rồi họ không bảo bạn dứt trừ mục đích của phật pháp là dạy bạn thoát khỏi tam giới thoát khỏi tam giới nếu không dứt trừ thì không được nho gia chưa có thoát khỏi tam giới hay nói cách khác chỉ nói đến nhân thiên thiên thì vẫn còn ở cõi trời dục giới chứ chưa được đến cõi trời sắc giới vì chưa có lìa dục họ chỉ dạy bạn khống chế được dục mà thôi dục không thể tăng trưởng còn như vậy thì được rồi không được tăng trưởng thêm họ dạy bạn cái này còn mục đích của phật pháp là thoát khỏi tam giới muốn thoát khỏi tam giới thì nhất định phải dứt trừ chúng ta biết rõ chỉ có đoạn phiền não thì trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh mới có thể hiện tiền không đoạn phiền não thì nhất định không thể hiện tiền Phật nói Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng như lai Cho nên tất cả chúng sanh không có khác gì so với chư Phật như lai Hiện nay ở trên hình thức Tại vì sao có sự khác biệt lớn như vậy Vì trên Trí huệ đức năng của chúng ta Có chướng ngại Phật không có chướng ngại Chướng ngại là gì Vọng tưởng phân biệt chấp trước là ba loại chứa ngại lớn cho nên chúng ta vốn dĩ có trí huệ cứu cánh viên mãn là trí huệ không còn nữa trí huệ biến thành phiền não rồi vốn dĩ là cảnh giới đại niết bàn bất sanh bất diệt nay đại niết bàn biến thành sanh tử luân hồi rồi bạn nói xem có oan uổng hay không vốn dĩ có phước đức viên mãn hiện nay phước đức đã biến thành nghiệp chướng rồi sống đời sống khổ như vậy cũng là bởi do không thể nào đào thải hết những lớp chướng ngại này cho nên lời phật dạy chúng ta là lời hay là lời chân thật vậy chúng ta dập tắt tham sân si siêng tu giới định huệ đây là con đường sống là con đường sáng suốt ra khỏi lục đạo luân hồi thoát khỏi biển khổ những thứ nhân quả này sau khi chúng ta học xong phải biết Nhân như thế nào sẽ có quả như thế đó Thiên địa tai sát Trái nghịch cha mẹ Trước đây bị những pháp luật nhân gian này xử phạt là hoa báo Còn quả báo thì ở địa ngục Những sự việc này ở trong bút ký cổ xưa của Trung Quốc Có ghi chép rất nhiều Ở trong chính sử cũng có ghi chép đều là sự thật chứ không phải là giả hiện nay người trái nghịch cha mẹ rất nhiều giống như không có quả báo vậy các vị vẫn còn trẻ đợi thêm mấy năm nữa thử xem có quả báo hiện tiền hay không đã tạo ra nhân rồi thì không có chuyện là không có quả báo câu dưới đây chúng tôi hiện nay đọc đến cảm nhận còn sâu hơn Nhược ngộ thiêu sơn lâm mộc giả Thuyết cuồng mê thủ tử báo Thời gian trước Singapore bị tai họa khói mù Nghe nói Malaysia, Indonesia Khắp nơi rừng đều bị đốt Như định phải biết Tất cả mọi tạo tác tội nghiệp Thì tội nghiệp đốt rừng là nặng nhất bạn thường nghĩ xem khi rừng hoang đó cháy lên Thì biết bao nhiêu sinh linh phải mất mạng chứ Không biết nhiều hơn săn bắn gấp bao nhiêu lần Săn bắn chúng ta dùng phương pháp gì đi nữa Thì cũng không hại mạng chúng sanh nhiều bằng đốt rừng Việc này giết hại chúng sanh Thì tính bằng con số hàng triệu Chục triệu Những động vật nhỏ đó Một con cũng không thể chạy thoát Thật sự Tạo tác tất cả tội nghiệp Không có tội nào nặng hơn tội này Đây là đại giới sát sanh Cùng mê thủ tử Là quả báo hiện đời chỉ là hoa báo Quả báo nhất định là ở địa ngục A Tỳ Thọ tội ở địa ngục A Tỳ thì trên kinh nói là Vô số kiếp Sau khi trải qua vô số kiếp rồi Những chúng sanh bạn giết chết này Tương lai nhất định phải đền mạng Không phải nói giết rồi là xong chuyện Đọa địa ngục Chịu tội ở địa ngục rồi là xong chuyện Thế thì quá thuận tiện cho bạn rồi Thiếu tiền thì phải trả tiền Thiếu mạng thì phải đền mạng bạn nói xem cái nhân quả này đáng sợ biết bao bạn giết một chúng sanh bạn tương lai phải đền một mạng giết hai mạng thì phải đền hai mạng bạn giết bao nhiêu thì tương lai bạn phải đền bấy nhiêu tu hành chứng quả cũng không được không thể nói là tu hành chứng quả là hết chuyện là có thể thiếu nợ mà không trả tiền nợ mạng mà không đền mạng như vậy thì chẳng phải phật pháp đã phá hoại định luật nhân quả rồi sao các vị phải biết thích Cà Ni phật thành phật rồi vẫn phải chịu quả báo ăn lúa mạch dành cho ngựa ba tháng bạn thử nghĩ xem nhân quả báo ứng thành phật cũng không thể tránh khỏi các bạn xem thấy ăn thế cao ở trong cao tăng truyện ăn thế cao phải đền mạng đến hai lần tại trung quốc Đời trước đã ngộ sát giết người Nên đời này cũng bị người ngộ sát giết chết Làm chứng minh cho chúng ta Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy Ngài là người chứng quả Người chứng quả tự mình biết rõ Cam tâm tình nguyện đến trả nợ mạng Bị người ta giết mà vẫn rất vui vẻ Nợ dứt rồi Nợ hết rồi nếu như chúng ta ngày nay bị người ta trộm bị người ta cướp bị người ta hại phật ở trên kinh nói hãy nghĩ là mình đang trả nợ là do chúng ta chưa có trí huệ không có thần thông nên không biết gì quá khứ trong tâm nghĩ là trả nợ vui vẻ không có một chút xíu tâm oán hận nào bị người ta lừa bị người ta hãm hại phải nghĩ là đang trả nợ Món nợ này đến đây là hết rồi Nó thật ra không phải ta nợ họ Chính là họ nợ ta Không phải sự việc nó là như vậy sao Ta nợ họ Tốt quá, trả rồi Họ thiếu ta, không cần nữa Không cần đi đòi nợ ở đời sau nữa Cứ đòi tới đòi lui Chẳng phải là dây dưa hoài không dứt sao Nợ người ta thì trả cho họ Người ta nợ mình thì không cần nữa Chẳng tốn công đây mới là cách làm thông minh trí huệ câu này chúng ta không những phải nhớ kỹ mà phải thường nói cho người khác nghe giết hại xanh linh nhất định phải đền mạng bạn đốt núi rừng bạn có biết là bạn đã giết bao nhiêu sinh linh không những động vật nhỏ ở dưới đất Động vật nhỏ như kiến Có bao nhiêu con chứ Tương lai phải trả nợ mạng Đó vào được xúc sanh trả nợ mạng Trả không xong Tội nghiệp mà Trong một đời ngắn ngủi Mấy mươi năm tạo ra Trả vô lượng kiếp Vẫn không xong Thật quá đáng sợ chúng ta ở trong đời này nếu như thật sự giác ngộ thật sự có trí huệ đời sống sống gian khổ đi nữa cũng không sao cả tuyệt đối không được phép lợi dụng người khác một chút gì nhất định phải giữ tâm tốt làm việc tốt tích đức tu thiện đời này sau khi chết rồi thì đời sau có chỗ tốt để đến đời sau nhất định không được đọa vào ba đường ác đọa vào ba đường ác thì nguy to rồi có lẽ có đồng tu sẽ nói tôi đã tạo những tội nghiệp này thì làm sao bản thân tôi là một điển hình một điển hình rất tốt Lúc nhỏ còn trẻ thích ăn Ăn thịt chúng sanh Nhưng không thích ăn thịt xúc sanh do nhà nuôi Thích ăn thịt rừng Hàng ngày đi săn bắn Cho nên gặp báo ứng là báo ứng đoạn mạng. Đoạn mạng là quả báo hiện đời. Tương lai thì đọa địa ngục A tỳ là quả báo. Sau khi ra khỏi địa ngục A tỳ thì phải đi trả cho từng món nợ một. Bạn đã tạo nhân thì đâu có lý nào không nhận quả báo? Tuy nhiên Phật nói cho chúng ta biết, chỉ cần bạn còn chưa dứt hơi thở thì bạn vẫn được cứu. Tuy là đã tạo tội nghiệp địa ngục A tỳ. Phật cũng có cách cứu. Vấn đề là bạn có tin hay không? Nếu bạn không tin, thì bạn sẽ không được cứu. Nếu bạn chịu tin, thì bạn vẫn được cứu. Phật dạy phải sám trừ nghiệp chướng. Chúng ta đọc thấy ở trên Kinh, Vua A-sa-thế tạo tội ngũ nghịch. Giết cha. Giết mẹ Kết giao với đề bà Đạt Đa Phá quại tăng đoạt Phá hòa hợp tăng Đề bà Đạt Đa làm cho thân Phật ra máu Hai người ác này Vua A Xà Thế đến lúc lâm chung mới giác ngộ Biết được mình trước đây đã tạo lỗi lầm lớn như vậy biết sai rồi nên cầu sám hối với phật phật dạy ông niệm a di đà phật cầu sanh tịnh độ ông dùng tâm trí thành chân thành mà sám hối sức mạnh sám hối vượt qua nghiệp lực của ông nên ông giảng sanh thế giới cực lạc hơn nữa phẩm vị giảng sanh rất cao Phật nói Ông giảng sanh là thượng phẩm trung sanh Người học Phật chúng ta nhìn thấy chỗ này cảm thấy không phục Tạo tác tội nghiệp nặng như vậy Thì giảng sanh hạ hạ phẩm là xem như đã tốt quá rồi Sao có thể là thượng phẩm trung sanh được chứ Mới biết sức mạnh của sám hối là không thể nghĩ bạc có một niệm tâm sám hối Thì người đó là người chí thiện Đích thực là người thiện Ở trong ngạn ngữ chúng ta thường nói Người có lỗi biết hối lỗi quý hơn già Ông ta thật sự quay đầu rồi Vừa quay đầu Thì liền siêu phạm nhập thánh Siêu phạm nhập thánh <laughs> Xin thưa với các vị Không còn thọ tội nghiệp địa ngục nữa Có thể miễn tội này Nợ có phải trả không chị? Vẫn phải trả Cách trả như thế nào? Bồ Tát thuyết pháp độ chúng sanh là trả nợ Ở trong độ chúng sanh Cũng có gặp phải rất nhiều điều bất như ý Hết thảy đều là trả nợ Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy Đây là ở trên quả địa như lai độ chúng sanh bạn xem ở trong đồ chúng xuất gia của Ngài Vẫn có lục quần tỳ kheo Vẫn có đề bà đạt đa hàng ngày quấy nhiễu Ngài hàng ngày khiến Ngài sinh phiền não Đây là trả nợ Là quan gia trái chủ trước đây Cho nên Thế Tôn năm xưa còn tại thế Đã biểu diễn làm mẫu cho chúng ta xem Chính bản thân Ngài còn không thể tránh khỏi Thì Pháp Sư xuất gia đời sau như chúng ta Bị một số người đến kiếm chuyện sinh sự Phỉ bán hãm hại là chuyện bình thường Triều Minh Ngài Hám Sơn Đại sư Hám Sơn vẫn phải bị ngồi tù rất nhiều năm Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông Còn phải trốn trong nhóm thợ săn 15 năm Đó là Bồ Tát Minh Tâm Kiến Tánh chân thật Chứ không phải là người bình thường làm người cấp dưới, làm người giúp việc trong nhóm thợ săn, nấu cơm, giặt quần áo cho họ. hầu hạ những người thợ săn này, thời <laughs> gian không phải là ngắn, 15 năm, phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy là do tội nghiệp, quan gia trái chủ đời trước, bạn không thể không trả nợ từ những chỗ này chúng ta tưởng tượng thấy phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết những chân tướng sự thật này nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy đúng như lời nói không phải không báo mà do thời giờ chưa đến thời tiết nhân duyên cũng là nhân duyên quả báo rất phức tạp duyên này nhất định sẽ có một ngày gặp phải Nhất định sẽ có một ngày bạn nhận báo ứng Câu này dưới đây Nhược ngộ tiền hậu phụ mẫu ác độc giả Thuyết phản sanh tiên thác Hiện thọ báo Đây là người thế gian chúng ta Gọi là cha mẹ ghẻ Bởi vì Con cái không phải đích thân mình sinh ra nên thường hay ngược đãi chúng hiện nay còn nhỏ bằng ngược đãi chúng chúng sẽ ghi hận ở trong tâm tương lai bạn già rồi chúng trưởng thành rồi thì báo thù sẽ đến thôi là quả báo hiện đời cho nên Phật dạy chúng ta một nguyên tắc chung cương lĩnh chung Chúng ta phải nhớ kỹ Là không kết oán thù với tất cả chúng sanh Đây là nguyên tắc chung Cương lĩnh chung Thà bị người khác làm nhục hãm hại Chứ bản thân chúng ta tuyệt đối Không được có ý nghĩ Báo thù Vì thì chúng ta đời này Mới có thể thoát khỏi tam giới nếu như có một niệm oán trời trách người Có một ý niệm ôm hận Hay nói cách khác Bạn vẫn phải tạo lục đạo luân hồi như cũ Quan hệ của bạn với những oan gia trái chủ này Không có cách gì thoát ra được Đời đời kiếp kiếp đền trả cho nhau Mỗi lần một tàn khóc hơn tội nghiệp bạn tạo tác là cực nặng vô cùng đáng sợ kinh đại thừa khi các vị đọc nhiều thật sự thấy sởn tóc gáy chúng ta trước kia tạo tác tội nghiệp không những đời này đời này bản thân chúng ta biết còn có đời quá khứ nữa những tội nghiệp từ vô thủy trong quá khứ tích lũy lại Nguy hiểm vô cùng Càng nghĩ càng đáng sợ Càng nghĩ biết được sự việc này nghiêm trọng rất khủng khiếp Nếu bạn tiếp tục ở lại trong lục đạo Thì oan gia trái chủ vô lượng vô biên Làm gì có cuộc sống tốt đẹp được chứ Cho nên thế gian này chúng ta hãy bình lặng mà quan sát có người nào không khổ sở đâu Bất luận Bạn ở thế gian này Hưởng giàu sang cỡ nào Tuy bạn hưởng giàu sang Thì oan gia trái chủ vẫn cứ bao dây bạn ừ. Quan sát thật kỹ xem Thấy được cuộc sống của họ Cũng đều khổ điều này chúng ta cần biết rõ cần sáng tỏ chúng ta gặp được phật pháp mới tìm được một con đường sống tìm được con đường ra khỏi thoát khỏi sanh tử luân hồi tạm thời thoát khỏi những oan gia trái chủ này không phải thoát khỏi vĩnh viễn chỉ tạm thời thoát khỏi mà thôi sau khi thoát khỏi rồi, chúng ta về thế giới Tây Phương cực lạc. Đến nơi đó làm Bồ Tát, làm Phật. Sau đó trở lại trả nợ tiếp. Trên kinh Phật nói rất rõ ràng. Phật không độ người không có duyên. Quan gia trái chủ đều có duyên với ta. Tương lai ta sẽ đến độ họ. Từ đó cho thấy, Hoàng gia trái chủ nhiều, cũng không phải không tốt Cũng rất tốt Tương lai đội chúng sanh nhiều Quay trở lại giúp họ thành Phật Giúp họ cũng có thể thoát khỏi biển khổ Câu sau cùng Nhược ngộ võng bổ sanh xô giả Thuyết cốt nhục phân ly báo Đây cũng là việc đích thân tôi đã trải qua tôi từng làm việc này và bị cái báo ứng này trong đời tôi không thể đoàn tụ được với người thân cho nên khi mở bản kinh ra tôi tạo nhân này nên bị quả báo này rõ ràng như vậy minh bạch như vậy đích thân trải qua nên cảm nhận sâu vô cùng Xin xem tiếp đoạn này dưới đây Nhược ngộ hủy bán tam bảo giả Thuyết manh lung âm á báo Những lời này Phật nói ở trên kinh Đều là nói hoa báo Còn quả báo ở địa ngục Chúng ta đem câu này dưới đây hợp chung lại xem Nhược ngộ khinh pháp mạng giáo giả Thuyết vĩnh xứ ác đạo báo Chúng ta đem hai câu này gộp lại mà giảng khinh chê Phật Pháp Thờ ơ Chứ gì Hoằng Pháp Giáo là hoàng Pháp lợi sanh Bạn dùng tâm khinh mạng Đối với những việc này Hay nói cách khác là không xem trọng Tại vì sao có quả báo nặng như vậy? Từ Phật Pháp Chúng ta cũng có thể liên tưởng đến Pháp Thế gian Ở trong phát Thế gian Giáo dục Là gốc rễ Là gốc rễ của hạnh phúc cá nhân Là gốc rễ của gia đình mỹ mãn Gốc rễ của xã hội an định Gốc rễ của thế gian hòa bình Bạn phá quỷ gốc rễ rồi Thì thế gian này làm sao mà không loạn được chứ nền giáo dục nho gia nói lời thành thật tuy chính sách phương hướng mục tiêu của giáo dục trung quốc là do hán vũ đế lập ra quốc gia chọn cái này để làm tông chỉ giáo dục mãi cho đến thời mãn thanh bạn xem triều đại không ngừng thay đổi Thế nhưng chính sách giáo dục của Trung Quốc không có thay đổi Hai ngàn năm không có thay đổi Nếu như thời gian này quốc gia thật sự chấp hành Có thể làm thêm vài phần Thì quốc thái dân an Nếu như không xem trọng thì thiên hạ đại loạn điều này có thể nhìn thấy chứng cứ ở trong lịch sử rất chính xác ở trong học ký nói với chúng ta kiến quốc quân dân giáo học vi tiên là không sai chút nào xây dựng một quốc gia xây dựng một chính quyền lãnh đạo nhân dân cả nước điều gì là quan trọng nhất là giáo dục giáo học vi tiên nếu như là khinh chê giáo pháp thì vấn đề là nghiêm trọng rồi trung quốc từ xưa đến nay không phải dùng pháp để trị quốc người phương tây hiện nay nói pháp trị người trung quốc chúng ta cao siêu hơn họ người trung quốc nói là lễ trị trung quốc từ xưa đến nay là nói đạo đức nhân nghĩa lễ dùng năm chữ này để trị thiên hạ để trị quốc cái dụng của lễ hòa là quý nhất phật pháp chúng ta nói là lục hòa kính Tuy họ không nói lục hòa Chỉ ít cũng nói được tam hòa Chúng ta ngày nay đến Bắc Kinh Thử xem cố cung của Triệu Thanh Cố cung này là ba đời Nguyên Minh Thanh Hoàng cung ba đời Đều là ở một chỗ Hơn 700 năm Bạn xem công trình Kiến trúc chủ yếu nhất của nó Nhân dân gian chúng ta gọi là điện kim loan thật ra nó không gọi là điện kim loan mà gọi là điện thái hòa nó gọi là hòa phía sau điện thái hòa là điện trung hòa phía sau nữa là điện bảo hòa bạn thử xem là ý nghĩa gì đế vương là người thông minh trí huệ dùng hòa để trị thiên hạ Bạn xem ý nghĩa này sâu xa biết bao Cho nên họ có thể duy trì đất nước Hơn 260 năm Không phải không có đạo lý Nếu như những hoàng đế cuối năm triều thanh Như từ hy này Vẫn tuân thủ Theo những nguyên lý nguyên tắc của tổ tiên xưa Thì ngày nay vẫn là thiên hạ của triều thanh Vẫn là nước đại thanh Sao nó có thể mất nước được chứ Vô cùng đáng tiếc Do con cháu đời cuối Quên mất lời giáo huấn của tổ tiên trụ Tùy tiện làm càng Nên mới bị mất nước Cho nên căn cứ theo nguyên lý nguyên tắc của giáo dục Trung Quốc Một triều đình lập nên có thể kéo dài ngàn năm Muôn đời Bạn chỉ cần làm theo Thì trăm họ người nào cũng được hưởng phước sẽ không nghĩ đến phải lật đổ chính quyền của bạn vì sao vậy chính quyền quá tốt mà chính phủ quá tốt rồi được toàn dân ủng hộ bạn làm họ không hài lòng trái ngược lòng người thì người ta mới tạo phản bạn có thể thuận theo lòng người có thể mọi thứ thật sự là yêu dân như con mọi thứ đều có thể chăm sóc rất chu đáo yêu thương họ quan tâm đến họ hết lòng hết dạ chăm sóc đời sống của họ thì làm gì có chuyện không được nhân dân ủng hộ chứ chính quyền này của bạn là ngàn năm muôn đời đó là lẽ đương nhiên bạn không yêu nhân dân bạn chà đạp nhân dân không bảo vệ nhân dân không quan tâm đến sự sống chết của nhân dân thì nhân dân đương nhiên tạo phản rồi lịch sử là tấm gương rất sáng tỏ kinh luận là tri thức lịch sử là tấm gương là làm chứng minh cho chúng ta nền giáo dục phật đà có ảnh hưởng yên bình hay loạn lạc đối với xã hội trung quốc cũng vô cùng rõ rệt bạn xem cách triều đại trung quốc khi triều đại nào hưng dưỡng nhất thì lúc đó phật pháp hưng thịnh nhất khi triều đại suy bại nhất thì phật pháp cũng suy bại ở trong đây làm nhân quả cho nhau tại vì sao có hiện tượng này phật pháp dạy người hướng thiện Phật pháp hương dưỡng thì lòng người lương thiện. Phật pháp suy vi hay nói cách khác, người tin Phật ít, người thiện ít, tâm thiện ít, người làm ác nhiều. Sau khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc, đế dương các đời của Trung Quốc không có gì nào mà không chăm chỉ nỗ lực học tập, đem Phật pháp phát huy rạng rỡ. Nên giáo dục Phật giáo được phổ biến rộng xuống đến nhân gian Tạo nên nếp sống tốt đẹp của xã hội Mọi người hiểu được nhân quả báo ứng Nên khởi tâm động niệm tự nhiên sẽ bớt phóng túng Không cần dùng pháp luật Đây tuyệt đối không phải là chính sách ngu dân Tuyệt đối không phải lừa gạt trăm họ ở trong đây có chân lý chân tướng sự thật câu này dưới đây nhược ngộ phá dụng thường trụ giả thuyết ức kiếp luân hồi địa ngục báo lạm phá của thường trụ phần trước đã giảng qua rồi đây là thuộc về giới trộm cấp trộm của thường trụ phật nói ở trên kinh tạo tội nặng thế nào đi nữa phật bồ tát cũng có thể cứu được chứ trộm của thường trụ thì phật không thể cứu rồi Chúng ta phạm tội này thì làm thế nào? Tội này rất dễ phạm Chúng ta trộm cắp Trộm đồ của một người Thì kết tội nhẹ Tương lai trả nợ chỉ trả cho một người Nếu như trộm đồ của quốc gia Thì sự việc rất phiền phức tương lai trả nợ phải trả cho mọi người trong cả nước đó họ đều là chủ nợ của chúng ta của cả quốc gia từ đâu mà có vậy do nhân dân nộp thuế mà có cho nên người nào cũng là chủ nhân tương lai khi trả nợ bạn phải trả cho từng người một trung quốc có một tỷ ba người một tỷ ba người đều là chủ nợ của bạn bạn không đủ sức để trả rồi Thường trụ ở trong cửa Phật còn khủng khiếp hơn nữa Nhưng mà các vị phải biết Hiện tại sự thật không như vậy Trước đây khi tôi giảng kinh ở Đài Loan Có một vị lão cư sĩ Vị lão cư sĩ này nay đã không còn nữa Đã giảng sanh rất nhiều năm rồi Có một lần ông đặc biệt mời tôi ăn cơm Chỉ mời có một mình tôi Là chỉ có hai người chúng tôi ăn cơm ở trong quán ăn tôi hỏi lão cư sĩ ông hôm nay mời tôi có chuyện gì không ông nói tôi có một vấn đề thật không biết xử lý thế nào muốn thỉnh giáo pháp sư tôi hỏi vấn đề gì ông nói phá hòa hợp tăng trộm của thường trụ cái này đọa đi ngục a tỳ vĩnh viễn không thể trở lại thân người vậy thì làm sao đây sau khi tôi nghe xong tôi mỉm cười và nói ông nhìn thấy phá hòa hợp tăng ở đâu Ông nhìn thấy ở đâu? Tôi vừa hỏi như vậy. Sau khi ông hồi tưởng xong thì cũng ngây người ra. Tôi nói cả đời tôi giảng kinh thuyết Pháp khắp nơi. Tôi chưa từng gặp thấy tăng đoàn nào hòa hợp. Vì sao vậy? Người xuất gia ở nơi đó cũng cãi nhau. Cũng đấu tranh. Tôi hỏi ông gặp được tăng đoàn hòa hợp ở nơi đâu? Hiện nay của thường trụ là của thường trụ gì? Chùa đó là nhà của họ Họ không phải thập phương thường trụ Chúng ta đến nơi đó để xin quải đơn cũng không được Họ cũng không cho phép Thế thì không thể tính là của thường trụ rồi Đó là nhà của họ mà Tôi vừa nói như vậy thì ông mới bỗng nhiên dở lẽ Phá hòa hợp tăng mà ông nói đó Là không phải phá hòa hợp tăng Là phá gia đình của họ Trộm của thường trụ là trộm của gia đình họ cái tội đó không có gì là ghê gớm cả Trong chùa này của họ Có năm ba người ở Tương lai chỉ trả nợ cho năm ba người đó Tôi nói cả đời tôi chưa từng gặp được tăng đoàn quả hợp Chưa có gặp được đạo tràng thập phương thường trụ Chưa từng gặp được Tôi nói ông có gặp được Nói cho tôi biết giới Ông sau đó suy nghĩ cũng chưa từng gặp được qua Thế thì tốt rồi chúng ta ăn cơm thôi Cho nên hiện nay Chùa là chùa con cháu Chùa nhỏ biến chất rồi không phải thập phương thường trụ tương lai cư sĩ lâm nơi đây xây dựng thôn di đà đó mới là thập phương thường trụ ở trong đây nếu lấy cấp độ ở nơi đó thì kết tội là như trên kinh nói đạo tràng cư sĩ lâm singapore tuy là đạo tràng do cư sĩ tại gia lập nên nhưng đạo tràng này là đạo tràng thập phương Tứ chúng đệ tử trong cửa Phật Đều có thể xin quải đơn Ở nơi này Thì đều không từ chối Sau khi Thôn Di Đà thành lập Thế thì càng thù thắng hơn nữa Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi Người niệm Phật của bất kỳ quốc gia khu vực nào Xuất gia cũng được Tại gia cũng được chỉ cần cầm được giấy tạm trú hợp pháp Của Singapore Thì đạo tràng này đều đáp ứng Bạn ở nơi đây, đây thật thà niệm Phật Thì tứ sự cúng dường Cúng dường mãi cho đến khi bạn giảng sanh Đây là thường trụ Đây chân thật là thập phương thường trụ Cư sĩ Lâm các bạn xem trai đường ở phía dưới mỗi ngày cung ứng ba bữa tiệc cơ động ăn cơm miễn phí bất luận bạn có tin phật hay không tin phật bạn đến đều có cơm ăn thậm chí là bạn phỉ bán phật phỉ bán phật pháp bạn bước vào cửa cũng cho bạn ăn tuyệt đối không có bài xích cư sĩ lâm chúng ta thấy ở nơi đó có rất nhiều người là ngoại giáo là người của cơ đốc giáo của thiên chúa giáo gần đó đều đến ăn hết thảy đều cúng dường cúng dường bình đẳng đây chính là thập phương thường trụ cho nên nơi đó ăn cơm một ngày ba bữa mà cứ ăn thỏa sức nhưng mà không được lén lút mang một chút xíu cơm rau ở đó để mang về cái đó thì phiền phức to rồi cái đó kết tội chính là kết tội theo hướng thập phương thường trụ là không được phép nếu người ta mở tiệm cơm chay mở tiệm khi bạn đến trộm lấy đồ trong đó thì cái tội đó rất nhỏ cái đó không có gì còn thập phương thường trụ cư sĩ lâm này cái kết tội này là rất nặng cho nên ngày nay trong đời chúng tôi gặp được thập phương thường trụ quả thật chỉ có mỗi một cái cư sĩ lâm này mà thôi Nó chỉ có một điều kiện là Bạn thật tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì bạn có thể thường trụ ở đạo tràng này Nhưng người hiện nay Không thật thà Để phòng ngừa tệ nạn như có một số người giả giờ đến đây để niệm Phật Để tiếp nhận cúng dường Chúng ta chẳng phải bị lừa, bị gạt rồi sao cho nên nội quy của nó là phải khiến bạn mỗi ngày phải đến niệm phật đường niệm phật người ở nơi này cũng phải điểm danh liên tục ba lần không có đến niệm phật đường thì mời bạn rời đi mời bạn đi nơi khác nơi đây không nhận giúp đỡ bạn nữa bạn cần phải không thiếu một thời khóa nào tại niệm phật đường thì thường trụ nơi này vui vẻ cúng dường cho bạn. Bạn phải thật sự vì rõ nhất sanh tử, thật sự vì ra khỏi tam giới, thật sự vì cầu sanh tịnh độ. thì quan hỷ cúng dường cho bạn. cho nên cái duyên này vô cùng thù thắng. khi chúng tôi giảng kinh hoan im đã từng nhắc qua với các vị. Tỳ Lô Giá Na Phật lập nên thế giới hoa tạng. Cúng dường và thành tựu Cho những người tu hành a di đà Phật Lập nên thế giới cực lạc Giúp cho những người niệm Phật Và thành tựu cho họ làm Phật Ngày nay cư sĩ Lâm Lập nên đạo tràng này Là nhằm thành tựu cho người niệm Phật Ở các nơi trên thế giới Giúp bạn giảng sanh tịnh độ là không thể nghĩ bà. Nơi đây đích thực là đạo tràng hi hữu khó ngập trên thế gian. Chúng tôi không dám nói sau này chắc là không có nữa, nhưng đây thật sự là trước giờ chưa từng có là đạo tràng do cư sĩ lập nên, vô cùng hi hữu khó gặp. Cho nên của thường trụ, chúng ta cần hiểu rõ Nhân quả ở trong đây không thể nghĩ bà Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vòng tay cư sĩ Amoc gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện hương linh Nương nhờ Phật lực Tội diệp phước sanh tóc xả mê đồ tảo tranh phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng xanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật nặng mơ